đồ đẹp lựa lựa nha mấy chơi. Chế nào mình đang xem cho em xin một chấm nha mấy chế. Cho em xin một lượt chia sẻ luôn nha. Em chào chị Lê Thảo nha. Hello mấy chị đẹp. Hello mấy chế. Hello em yêu Thảo Nguyễn. Lúc nào cũng ủng hộ chị ha. Dạ em chào chị Lan Đỗ nha. Hello chị Lan Đỗ nha. Mấy chế ơi, bây giờ mấy chế chia sẻ livestream tiếp Thảo đi nè. Chị Lan Phan, hello chị yêu. Bây giờ mấy chế chia sẻ tiếp Thảo đi nha. Rồi Thảo sẽ hello Hồ Yến. Thảo sẽ tặng cho mấy chế túi sách nha. Bây giờ mình tặng túi sách trước nghe mấy chế. Hello chị gì? Hello chị Lan Đỗ. Hello chị Lan Đỗ nha. Rồi bây giờ mình Phan hay lại. Bây giờ tặng cho khách trước nha. Bây giờ mấy chế ơi, mấy chế nhớ chia sẻ giùm Thảo cái livestream này nha. Cái thứ nhất với chế độ công khai, cái thứ hai là mấy chế sẽ bác giùm Thảo 10 nhóm nha. Hello chị Vũ Trần nha. Mấy chế ơi, mấy chế thông cảm nha. Cái mắt kính gãy rồi, hết thấy đường rồi mấy chế ơi. Mấy chế thông cảm giùm Thảo nha. Vậy hả chế yêu? Chế yêu ơi, chế yêu à. Rồi để dành like đồ nha. Mấy chế ơi, bây giờ mấy chế chia sẻ với Thảo nha. Mấy chế chia sẻ với Thảo. Cái thứ nhất là mấy chế là chia sẻ với chế độ công khai trên trang cá nhân của mình. Cái thứ hai là mấy chế tag giùm Thảo 10 nhóm nha. Rồi Thảo sẽ tặng cho những chế nào. Cho những chế nào mà phát được là Thảo sẽ tặng cho mấy chế một cái túi đây. Cái túi như thế này nha, để dành tặng cho mấy chế yêu thôi. Không bán. Cái này là Thảo cái này là 220. Nhưng mà Thảo không bán, để dành tặng cho những chị em nào chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream Thảo sẽ tặng nha mấy chế ơi. Túi sách đẹp lắm nha. Cái này là để tặng, hàng tặng không bán. Đó. Mấy chế thấy không? Có tặng nhỏ cho tôi không dạ? Ai mà chia sẻ là người đó sẽ được tặng nha. Nha chị yêu đang fan nhớ chia sẻ nha. Rồi đây mấy chế nhìn thấy nè, cái vỏ cực kỳ đẹp không? Đứng lên chị xem. Đó. Em đứng lên cho chị xem nha. Lấy cái áo rồi. Lấy cái giày. Em đứng lên cho chị xem nha. Nhớ chia sẻ đi mấy chế. Lên hai đúng 200 lượt view là Thảo sẽ tắt nhắm chỗ đi. Lên đúng 200 lượt view là Thảo sẽ tặng cho mấy chế nha. Thảo sẽ tặng. Bây giờ mấy chế ơi, bắt đầu mấy chế chia sẻ đi. Nhớ chia sẻ livestream giùm Thảo với chế độ công khai nha. Đây. Mấy chế ơi, chia sẻ với chế độ công khai nha. Cái túi này là Thảo không bán nha, là để dành tặng cho những chế yêu nào nhiệt tình với Thảo là chia sẻ livestream với chế độ công khai nha mấy chế. Với chế độ công khai nha, để vô tường nha. Khi nào mà Thảo chốt ngay chế nào là chế đó sẽ được một cái túi như thế này. Thảo sẽ bấm rồi mấy chế nhớ tag nhóm, chụp hình gửi qua inbox nha. Gửi qua inbox là Thảo xem coi có tag nhóm hay là chia sẻ với chế độ công khai không, là Thảo sẽ tặng cho mấy chế nha. Đợt này tặng cho mấy chế rất là nhiều túi sách luôn. Cái này là Thảo không có bán nha mấy chế. Cái này là Thảo không bán nha. Cái này là hàng tặng cho mấy chế không đó, là không có bán đó nha. Cái này tặng cho mấy chế yêu không à. Cái này là rất là đẹp nha mấy chế. Rất là đẹp luôn. Dễ thương cực kỳ lắm. Đó. Có hai túi đây. Hai túi trước đi hả, lấy thêm nha mấy chế. Có ba túi luôn. Đây, cái hàng tặng nha. Cái hàng này là hàng tặng không bán nha mấy chế. Cái này là Thảo bán với giá là 220, nhưng mà Thảo tặng là không bán nha. Mấy chế nhớ chia sẻ giúp Thảo nha. Cái lượt view mà lên 200 người xem là Thảo lượt view lên là 200 lượt xem là Thảo sẽ tặng nha.
nhóc quà luôn nha mấy chế. Được ba cái túi như thế này, chế nào lựa tùy theo ý thích của chế đó nha. Rồi đây mấy chế ơi, ba túi luôn. Rồi mấy chế bắt đầu chia sẻ giùm Thảo nha. Chia sẻ, ok Thúy Ngọc nha. Nè chị biết thế hả chị, mà Thúy Ngọc nha, Thúy Ngọc chia sẻ giùm chị là tác giùm chị 10 nhóm với chia sẻ với chế độ công khai nha. Rồi em sẽ comment là mã số 1, mã số 1, rồi comment số điện thoại luôn. Rồi nha, cái này Thảo không gành, để cho nhân viên nó nói nha mấy chế ơi. Rồi mấy chế ơi, bây giờ mình bắt đầu chơi game nha mấy chế. Rồi chế nào mà mình đang xem like á, thì mình cho em xin một cái lượt chia sẻ nha. Chia sẻ trên trang cá nhân chế độ công khai, rồi chia sẻ cho em, tag cho em 10 lần hội nhóm nha. Rồi mấy chế quay lại, mấy chế comment con số là từ 1 tới 100 giúp em nha mấy chế. Bên em hệ thống sẽ kiểm tra, chế nào mà mình trúng số thì bên em sẽ ghim lên cho mình ha. Rồi đúng 200 view là bên em sẽ công bố kết quả cho mấy chế nha mấy chế. Mấy chế là tan giúp em là trên trang cá nhân một lần, trên trang cá nhân chế độ công khai nha. Rồi mình tan cho em 10 hội nhóm, chế nào mình không có hội nhóm thì tan trên trang cá nhân giúp em nha. Rồi mấy chế quay lại đây comment giúp em từ 1 tới 100 nha mấy chế. Rồi mình bắt đầu chơi nha. À, quà tặng sẽ là một cái túi như thế này nha mấy chế. Túi này có bán gì? Với giá 220 nhưng mà không bán là để tặng cho mấy chế yêu nha. Để tặng cho những chế nào chia sẻ livestream là Thảo sẽ nhiều qua tin nhắn, chế nào mà tin nhắn trước là đã like rồi mà mã số 1 cứ comment lên nha, mà Thảo bấm ngay cái chị nào là chị đó trúng nha. Rồi mấy chế cứ chia sẻ đây mấy chế, lên lượt bill 200k là Thảo sẽ tặng nha. Mấy chế chia sẻ giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. Rồi mấy chế ơi, bây giờ mấy chế bắt đầu chia sẻ giúp em nha mấy chế. Chia sẻ rồi mấy chế cứ comment các con số nào mà mấy chế thích đó, từ trong các khoảng số từ 1 tới 100. Rồi nếu mà chế nào mà có kết quả đúng thì bên em sẽ công bố kết quả liền luôn nha mấy chế yêu ơi. Mấy chế nhớ là chia sẻ giúp em cho nó đông đông, mình chơi cho nó vui hơn nha mấy chế. Chia sẻ giúp em một lần trên trang cá nhân chế độ công khai và 10 lần hội nhóm nha mấy chế. 10 lần hội nhóm rồi mình quay lại mình comment nha mấy chế. Comment tất cả, comment số giúp em từ 1 tới 100 đó. Comment số nào cũng được hết trơn, miễn đúng cái con số ở trên đây em có ghi trong cái cục giấy này nè, em có ghi ở trong đây nha. Chế nào mình comment đúng á thì mình sẽ được nhận một cái túi như thế này nha mấy chế. Cái túi cực kỳ xinh luôn, 220 một túi mà em hôm nay để dành tặng cho mấy chế luôn nha. Mấy chế ơi, mấy chế chia sẻ giúp em cho người vô xem đông đông để mình chơi game cho nó vui hơn nha mấy chế. Bây giờ cái lượt comment còn ít quá, mấy chế chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nha mấy chế. Khi nào mà mấy chế trúng thưởng là bên em sẽ qua kiểm tra nha. Kiểm tra rồi mình sẽ kiểm tra rồi bên em sẽ tặng quà cho mấy chế nha mấy chế. Rồi em thấy comment rồi nha mấy chế. Cái con số của em là có hai chữ số nha, có hai con số. Chế nào mình mấy chế cứ comment đi, rồi nếu mà em thấy kết quả đúng là bên em sẽ ghim lên công bố luôn nha. Mấy chế nhớ là chia sẻ giúp em nha mấy chế. Rồi 37 chưa đúng nha mấy chị ơi, mấy chị comment số khác giúp em nha. Rồi 52 chưa đúng luôn nha mấy chế. Mấy chế nhớ là chia sẻ giúp em nha mấy chế ơi. Chia sẻ nha. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm rồi bên em sẽ có qua kiểm tra nha mấy chế. Rồi kết quả sẽ được công bố ở trong cái like này luôn nha mấy chế ơi. 51 chưa đúng nha chị ơi, 50 chưa đúng luôn. Rồi chưa nha chị ơi, chưa nha, chưa đúng nha, 72 chưa đúng. Rồi chưa nha, rồi bây giờ cứ comment vài tới nha mấy chế ơi. 54 cũng chưa đúng luôn nha. Rồi 55 chưa luôn. Bây giờ mấy chế ơi, mấy chế nào mà chia sẻ giùm Thảo nhớ bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn giùm Thảo nha. Nha mấy chế yêu, nhớ bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha. Trên tường Thảo Nguyễn là nhớ bấm nút nha mấy chế yêu ơi. Rồi 59 chưa đúng luôn nha chế ơi, 61 chưa đúng luôn nha. Rồi mấy chế ơi, trên 200 lượt bill nha mấy chế, chở 200 lượt bill là Thảo sẽ công bố nha. Rồi mấy chế ơi, chế nào mà lấy thì comment nha, mã số và số điện thoại luôn nha mấy chế ơi. Nhớ mấy chế không phải là comment số mà comment số rồi thêm một cái nữa là số điện thoại cộng vô luôn. Đã có gì chốt cho người đó nha mấy chế ơi. Cô ghim bài viết lên là được rồi, cô ghim cái tên vô là được thấy rồi. Rồi mấy chế cứ chia sẻ giùm Thảo nhiều nhiều đi, tag nhóm đi mấy chế. Mấy chế nhớ bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn giùm Thảo nha.
rồi bấm 80 nút chưa theo dõi nha chị ơi, bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn mấy em mới là hợp lệ nha mấy chế. Vô trang Thảo Nguyễn bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha mấy chế yêu ơi, theo dõi Thảo Nguyễn là hợp lệ nha, nhớ. Ừ đúng rồi, Thiến Ngọc làm vậy là đúng đó em, nhớ comment mã số và số điện thoại luôn, rồi Thảo sẽ công bố luôn nha, cho ba cái luôn mấy chế lựa trực tiếp luôn nè, đó màu bò cho ba cái luôn mấy chế lựa luôn, màu bò, màu tím, màu bò, màu tím và màu hồng. 86 chưa đúng, 87 chưa đúng. Nhớ comment số điện thoại luôn nha mấy chế ơi. Nhớ nha, chia sẻ giùm Thảo lên 200 lượt bêu lượt thêm nha. Mấy chế ơi, nhớ chia sẻ đi mấy chế ơi. 89 chưa đúng luôn nha chị ơi. Đây, chưa đúng nha. Rồi comment cứ việc comment nha. Cứ việc comment chừng nào mà lên 200 lượt xem nha mấy chế, 200 lượt xem là mấy chế sẽ có phần quà nha. Mấy chế ơi, sao mà không có tăng vậy mấy chế? Không có tăng lượt xem mấy chế ơi. Mấy chế nhớ chia sẻ tích cực giùm Thảo đi nha. Mấy chế chia sẻ tích cực giùm Thảo nha mấy chế yêu. Nhớ chia sẻ giùm Thảo nha mấy chế yêu ơi. Khi nào mà nó sẽ lên đúng là Thảo sẽ công bố cho mấy chế nha. Nó có số của nó nha mấy chế ơi. Chế nào lấy thì comment mã số luôn nha. Mã số luôn mấy chế ơi, mã số và số điện thoại chung luôn nha. Rồi có gì mà chúng là Thảo ghim lên nha. Chế nào mà nhớ bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha mấy chế yêu. Mấy chế yêu ơi, bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha. Qua tường Thảo Nguyễn bấm nút theo dõi nha mấy chế. Đó, khi nào mà con nói chuyện con nín tin con nghe vậy. Rồi mấy chế ơi, mấy chế cho em xin một chị mấy chế là nhớ là mình chia sẻ giúp em trên hội nhóm nha mấy chế. Chia sẻ giúp em 10 lần hội nhóm và trên trang cá nhân giúp em nha mấy chế ơi. Bây giờ lượt view còn ít quá mấy chế, gán chia sẻ giúp em rồi mình quay lại mình chơi mini game nha mấy chế. Mà nếu mà mình comment ở đây mà mình trúng số á, mà mình không có chia sẻ là mình không có được nhận quà đâu nha mấy chế. Đây nè, phần quà của nó là mấy cái túi như thế này nè, em dơ túi lên nha. Đây, túi nè có màu tím cho mấy chế nè, màu bò nè mấy chế, màu bò nè mấy chế, rồi màu hồng luôn nha, rồi màu tím. Nhưng mà mấy chế phải chia sẻ giúp em nha mấy chế. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm giúp em rồi mình quay lại mình chơi mini game nha. Cái này là tặng là mấy chế là chịu ship không? Ừ, mấy chế chịu ship chứ mình đâu có chịu. Đã tặng rồi, đã đổ rồi. Mấy chế chỉ tốn tiền ship thôi. Chỉ tốn tiền ship thôi nha mấy chế yêu. Mấy chế cứ comment nhiều nhiều lên đi mấy chế. Không không cái lượt xem không tăng nha mấy chế ơi. Nhớ tác nhóm càng 10 nhóm trở lên nha, càng nhiều càng tốt, càng nhiều sẽ được thưởng nhiều nha mấy chế yêu. Nó được 3 túi sách luôn nha. Mấy chế cứ yên tâm mà ấy nha. 3 túi sách này để dành tặng nha. Từ đây sắp tới nha, mỗi ngày là phải mỗi tặng cho mấy chế yêu luôn nha. Chế rồi, chế nào á là cứ comment đi nha. Rồi chừng nào mà đúng là Thảo đưa lên cho mấy chế xem nha. Rồi lượt xem không tăng nghĩa mấy chế ơi, nhớ tác nhóm nhiều cho nó tăng lượt xem lên đi mấy chế. Cho nó là 200 lượt xem đi mấy chế yêu ơi. Nhiều màu nha, cho mấy chế lựa luôn. Màu bò, màu tím và màu hồng. Màu bò, màu tím và màu hồng nha. Mấy chế cứ comment màu bò, màu tím, màu hồng sẽ tặng cho mấy chế một cái nha. Nhớ comment số điện thoại thêm nha mấy chế. Mấy chế nhớ bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn giùm Thảo nha. Bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha. Mới được hợp lệ nha mấy chế yêu ơi. Mới được hợp lệ nha. Mấy chế cứ chia sẻ đi mấy chế. Chia sẻ càng nhiều là càng được thưởng nhiều nha mấy chế ơi. Chưa rồi, được rồi, nha, chưa được luôn. Mấy chế ơi, chia sẻ càng nhiều. Mấy chế chia sẻ càng nhiều là đúng khi nào mà đúng như cái số của Thảo nha. Từ 100 trở xuống nha. Khi nào mà đúng số là Thảo sẽ hô lên là công bố cho người đó trúng nha. Mấy chế nhớ là bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha. Bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn và nhớ tag cho Thảo trên 10 nhóm nha mấy chế. Tag trên 10 nhóm chợ giùm Thảo nha. Rồi bấm nút chia sẻ với chế độ công khai nha mấy chế. Khi nào mà đúng cái con số của Thảo ghi là mấy chế sẽ được thưởng một cái bóp nha. Một cái bóp trị giá 220. Thảo không bán, chỉ cần tặng cho khách yêu thôi nha.
Rồi 67 chưa đúng luôn nha. Nha. Rồi, dạ chưa đúng, chưa đúng nha. Luôn nha. 72 chưa đúng luôn. Chưa đúng luôn, chưa đúng luôn. Mấy chế ơi. 74 chưa đúng luôn nha mấy chế ơi. Mấy chế cứ comment số điện thoại luôn nha mấy chế. Comment mã số và số điện thoại luôn nha. Hello. À, chị Dương Thí Hồng ha. Không thấy được luôn. Rồi 16 chưa đúng luôn rồi, nha chị ơi. Chưa đúng nha chị chưa ơi. Đúng, 08 chưa đúng luôn nha. Chế nào mình đang làm, đang xem live cho em xin một chia sẻ nha mấy chế, chia sẻ và tag mấy 10 người đúng giúp em nha. Để không thôi mình hơi mình trúng mà mình không có chia sẻ là không nhận được là rất là ổn nha mấy chế. Rồi mấy chế ơi, tiếp tục comment đi mấy chế. Rồi 07 chưa đúng luôn, 05 chưa đúng luôn nha mấy chế. 05 chưa đúng luôn nha. Ba cái túi luôn nha mấy chế. Chế nào mình thích túi nào thì mình có quyền lựa túi đó nha mấy nhớ, chế. Nhớ bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn luôn nha mấy chế. Nè, Thảo nói lại cho mấy chế xem nha. Cái thứ nhất, bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn. Cái thứ hai, mấy chế sẽ chia sẻ với chế độ công khai. Cái thứ ba, tác cho Thảo trên 10 nhóm chợ nha. Rồi, Thảo sẽ qua tường xem nha. Nếu mà chia sẻ với chế độ mình tôi là không hợp lệ nha. Không bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn là không hợp lệ nha. 96 chưa đúng nha chưa chị đúng ơi. Nha mấy chế 96 ơi. Chưa đúng nha. 98 chưa đúng luôn nha mấy chế ơi. 93 chưa đúng luôn. 19 chưa đúng luôn. Dạ ok chị Nguyễn Ngọc Chi nha chị ơi. 79 chưa đúng luôn nha chị ơi. Mấy chị chế nhớ, nhớ chia sẻ giúp em nha mấy chị ơi. Mấy chế nhớ chia sẻ đi mấy chế. Tát nhóm càng nhiều cho chị em càng xem đông cho nó vui nha mấy chế ơi. Mấy chế càng nhiều là càng vui nha. Cái thứ nhất bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha. Cái thứ hai, cái thứ hai nha mấy chế. Cái thứ hai ha là sẽ tác 10 nhóm chợ chưa nha. Chưa đúng nha mấy chị ơi. 66 chưa đúng luôn nha. Mấy chế tác 10 nhóm chợ nha mấy chế ơi. 91 chưa đúng luôn nha mấy chị ơi. 32 chưa đúng luôn. 32 chưa đúng. Chế nào mà bấm mà dù cho có bấm mà số mà đúng đi nữa mà không tác nhóm trên 10 nhóm là không hợp lệ nha. Không chia sẻ là không hợp lệ nha. Không bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn là không hợp lệ nha. Mấy chế phải làm đủ ba điều như Thảo giao nha. Mấy chế là mấy chế biết được tặng nha mấy chế yêu ơi. Mấy chế làm cái đó rất là dễ, không có tốn công mình gì hết trơn á nha mấy chế. Không tốn công nha. Mình chỉ bấm nút theo dõi cho nhiều người cùng xem thôi nha mấy chế. Có 143 lượt xem rồi. Mấy chế nhớ chia sẻ tiếp đi mấy chế, sẽ tặng cho mấy chế nè. Đó, bóp cực kỳ đẹp nha. Chế nào mà chia sẻ với chế độ công khai. Chế nào chia sẻ với chế độ công khai nha. Rồi bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn nha mấy chế yêu ơi. Nhớ bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn mới hợp lệ nha. Một hồi nếu như ai mà trúng comment mã số trúng thì Thảo sẽ công bố mà qua tường xem là không chia sẻ là không hợp lệ. Không bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn là không hợp lệ nha. Rồi không tác 10 nhóm là không hợp lệ nha mấy chế. Cái này là đủ 3 bước mới được trúng cái này nha mấy chế ơi. Cái này là rất là dễ luôn. Mấy chế biết là rất là dễ luôn. Chỉ là chia sẻ thôi. Chia sẻ vô tường mình cho mọi người xem cho nó vui thôi. Cái thứ hai là bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn. Làm cái này chưa đầy 1 phút nó là được 3 ý như Thảo nói rồi. Là sẽ được một cái giỏ nha, một cái túi nha mấy chế. Chế ơi, sao lượt xem không tăng luôn à. Mấy chế chia sẻ tích cực giùm Thảo đi mấy chế yêu. Chia sẻ tích cực giùm Thảo đi nha. Rồi Thí Ngọc trúng rồi. Thí Ngọc ơi, Thí Ngọc sẽ trúng rồi một cái túi nha. Thí Ngọc ơi, Thí Ngọc sẽ trúng một cái túi với là một cái túi số 99 nha. Đây, đây số 99 nha mấy chế ơi. Số 99 là Thí Ngọc trúng nha. Thí Ngọc cho chị số điện thoại và địa chỉ giúp chị nha. Rồi em lựa màu giùm chị đi em ơi. Em lựa màu giúp chị nha. Rồi để chị qua tường kiểm tra. Nếu mà Thí Ngọc có làm đủ 3 điều như Thảo nói là mới được hợp lệ nha. Rồi Thí Ngọc đã chế nha. Thí Ngọc ơi bây giờ em sẽ thích màu nào? Màu bò, màu tím và màu hồng. Em thích cái màu nào nói đi Thí Ngọc ơi. Nhớ nha, màu hồng, màu bò. Nhớ cho chị số điện thoại nha Thí Ngọc ơi. Màu bò và màu tím. Màu bò và màu tím nha. Đó, mấy chế thấy không? Hứa là phải làm nha. Hứa với mấy chế là phải làm. Đó, rồi qua tường xem coi Thí Ngọc có làm đúng điều, đủ 3 điều như Thảo nói không nha. Mấy chế yêu ơi. Rồi,
Rồi, chứ Thí Ngọc có chia sẻ trên trang cá nhân rồi. Rồi, Thí Ngọc có chia sẻ trên trang cá nhân mà Thí Ngọc không có tác nhóm nha. Không có tác nhóm, không có báo qua bên đây luôn. Nếu mà Thí Ngọc tác nhóm mới hợp lệ nha. Thí Ngọc không tác nhóm nha. Thảo nói rồi, mấy chế nhớ là tác 10 nhóm. Tác 10 nhóm chợ mới là hợp lệ nha. Thí Ngọc em ơi, em không có tác nhóm cho chị nha. Không tác nhóm, có bấm nút theo dõi Thảo Nguyễn không? Nè, xem mày nè. Cô kêu chủ chụp màn hình qua nó. Thí Ngọc ơi, chụp màn hình đi. Em có tác nhóm thì chụp màn hình cho chị nha. Nếu mà em có tác nhóm là em mới được mà em mới được cái túi sách nha. Em mới được cái túi sách nha, Thí Ngọc ơi. Rồi ok chị Thí Ngọc, nếu mà chị có tác nhóm thì chị chụp màn hình qua bên gửi qua bên tin nhắn cho em nha chị ơi. Chị có tác nhóm thì chị có tác nhóm thì chụp màn hình nha. Em nha. Thí Ngọc ơi. Có áo len cánh dơi nha chị Phạm Lan Hương ơi. Hello rồi, chị Kim Quyên Võ nha. À Nguyễn Ánh Nguyễn hello chế nha. Có mà. Có mà, em chụp qua inbox giùm chị đi Thí Ngọc ơi. Chụp hình inbox qua Thảo Nguyễn nha. Qua tin nhắn Thảo Nguyễn nha, gửi nha, gọi chốt cho em luôn, em lựa màu nha. Em lấy bò phải không? Ok. Ok, lấy bò cho em nha. Rồi, em chụp gửi qua cho chị nha, nếu mà hợp lại là biết là cái túi bò này của em nha, em yêu ơi. Nhớ nha, chụp gửi qua tin nhắn Thảo Nguyễn biết chốt nha. Rồi, em cho địa chỉ luôn đi Thí Ngọc ơi, cho địa chỉ giùm chị nha. Rồi. Luôn. Ừ. Rồi bắt đầu chia sẻ một lần nữa đi mấy chế ơi, tặng thêm hai cái này nữa nè. Đó, tặng thêm hai cái này nữa lên nha mấy chế. Rồi Thảo sẽ bán cho mấy chế nữa nha. Rồi còn hai cái nha. Tiếng Ngọc nói gì ạ? Em chụp tan nhóm rồi. Tan nhóm rồi, em sẽ chụp tan nhóm em. Chụp rồi em phải gửi cho chị nha. Gửi cho chị xem nha, chị biết chốt cho em nha. Rồi bắt đầu qua lần thứ hai nha mấy chế. Qua lần thứ hai nha, một chơi một lần nữa nha mấy chế. Nè, ghi đi. Chơi một lần nữa đây nha mấy chế ơi, rồi mình bán đồ nha. Chơi vậy cảm thấy vui nha mấy chế. Rồi. Ta bán đồ, ta xem kẻ cô sẽ chụp thấy ngoài nữa. À. Rồi bây giờ rồi, ok, chị Thí Ngọc lát nữa bên em sẽ kiểm tra rồi. Em gửi rồi. Ok, ơi. Của Thí Ngọc là cái bò này nha. Rồi bắt đầu Thảo bán chút xíu rồi chơi tiếp nha mấy chế yêu. Ha, để họ để khách đợi lâu quá khách ra nha. Rồi cái Thảo đang mặc nha, cái Thảo đang mặc đây, cánh dơi nha mấy chị ơi, cánh dơi nha, cái này 190 có đủ màu, ai lấy màu này mà hồng nâu thì comment lấy màu hồng nâu giùm chị nha, lấy màu hồng nâu đó, cái hồng nâu cánh dơi nè mấy chế thấy không, 65kg trở lại vừa, bao đẹp luôn, ai lấy thì comment lấy với Thảo nha. Cái túi đó là 220 nha chị ơi, 220 nha. Hello Quy Đạt nha. Túi Nguyễn Ánh Nguyễn ơi, cái túi đó 220 nha chị ơi. Nhưng mà hết mẫu đó rồi nha chị ơi, còn mấy túi khác nha. Còn mấy túi khác nha, 220. Còn một màu tím nè, để dành tặng cho mấy chế nè. Bán chút xíu nữa tặng nha mấy chế. Còn một màu hồng nha, chút xíu nữa tặng cho mấy chế nha. Rồi những mẫu này đem túi qua Út bán cho đi hả bán. Rồi đây cái túi sách này nè mấy chế, rất là đẹp luôn. Đó, có hình có mát hiệu LV nha, có mã số gì luôn nè mấy chế ơi. Thảo cũng không có gành về vỏ nữa nha, không có gành về túi. Nhưng mà cái da cực kỳ đẹp nè, để gần cho mấy chế xem là cái chất liệu da của nó nè, chất da nè. Đó, chế Ngọc Thí Ngọc chị thử cái len màu xanh. Ok em nha, để chị thử màu xanh nha. Rồi, chế nào lấy cái túi này comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. Lấy cái túi này comment giúp Thảo nha. Cái túi này bây giờ nó cực kỳ đẹp lắm nha mấy chế. Đây. Ở phía trong của nó nè, mấy chế thấy không? Có hiệu Gucci nè nha. Đó. Cái Gucci của nó nè. À LV vậy nè mấy chế ơi, Thảo không có gành nha. Ngoài này là gì nữa nè. Đó. Có dây có đồ nè nha. Rồi cái này là 390. À 390 hả? Ship ở đâu chị? Shop ở 857 Trần Hưng Đạo Sóc Trăng nha chị ơi. Rồi. Rồi chế nào nói thì chế nào lấy thì comment lấy nha. Cái này nhiều vậy con? Có giá mà. 390 là 499 vậy không? 399 gì đó.
ghi vô đi, coi trong cái mã số đi. Rồi shop ở 857 Trần Hưng Đạo nha chị ơi. Rồi chế nào lấy thì comment lấy nha. Rồi cái này nữa. Đây cái này nè nha. Cái này là Thảo chưa có gỡ ra nha mấy chế, hàng mới chưa gỡ nha. Về mấy chế lột mấy này ra nha. Cái này với giá là 390, ai lấy comment màu bò giùm Thảo nha. Với giá là 390. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Màu bò 390, cực kỳ đẹp lắm nha mấy chế. Chế nào lấy thì comment mã số và số điện thoại giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. Comment màu và mã số giúp Thảo nha. Nè, ở trong nè mấy chế nhìn nè thấy không? Đựng cũng rất được nhiều đồ nha. Cái này đi chợ đồ rất là tiện nha mấy chế. Đó, mấy chế nhìn nè. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo màu bò nha. Sang cực kỳ lắm nha mấy chế. Rất là đẹp. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó, màu bò 390, bao đẹp luôn. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Lấy cái túi màu xanh coi. Rồi lấy cái này. Ai lấy cái này 390 thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. LV nha, F1. Ai lấy thì comment lấy màu bò. Rồi với cái túi này nữa nha mấy chế. Với túi này luôn, màu xanh dương đen. Cái này là cực kỳ đẹp lắm nha. Đó, cái này 320, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 320. Đó, bao đẹp luôn nha mấy chế yêu. Bao đẹp luôn. Với giá là 320 nha. Mấy chế nào mua túi rồi comment lấy nha mấy chế. Ủa hồi nãy nè, hai chị lấy cái màu xanh là màu xanh nào vậy con? Xanh, bữa cô hỏi cô là con đâu biết xanh. Xanh bữa. Đây. Chế nào lấy túi này thì comment lấy giúp Thảo nha. Con nhớ giá giùm cô nè. Đây, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Đó, túi này đẹp lắm nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi, rồi có chế nào lấy cái áo này không mấy chế? Áo này Thảo ốp ở trên tường, mẫu mặc cực đẹp luôn nha mấy chế ơi. Mấy chế không lấy là qua mẫu là không có nữa nha mấy chế yêu. Rồi, thêm một cái nữa đây. Chế nào lấy màu vuốt thì comment vuốt giúp Thảo nha. Comment màu vuốt. Đó, mấy chế thấy đẹp cực kỳ không? Đó. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh nha, rất là gọn. Chế nào lấy thì comment. Nè, đó. Đó, mấy chế thấy không? Rất là đẹp luôn. Ai lấy thì comment lấy màu nu nha. Màu nu này với giá 260 thôi. Đầm len sọc trắng đỏ. Phải cái này không em yêu ơi? Thí Ngọc ơi, bữa nay Thí Ngọc lời rồi em ơi. Đây. Đó, phải sọc này không? Nếu mà phải thì ok giúp chị nha. 190k nha em yêu. 190k nha Thí Ngọc ơi, nếu mà đầm suông này thì comment là ok giúp chị. Đầm sọc trắng đỏ ngay ngực. Hôm bữa em hỏi chị á. Chưa về gì hết, chưa về tới. Đó, vậy là cô đem ra rồi. Nó ngang đây nè, hồi nãy cái gì đem ở đó đó. Phải không? Thấy không? Ừ. Đây, phải cái này không em ơi? Em ơi em à, nếu mà phải thì ok giùm chế nha. Cái này 190k, bao đẹp, đưa gần cho mấy chế xem nè, chất liệu của nó nè. Đó, mấy chế thấy không? Chất liệu cực đẹp luôn. Rồi màu đỏ này ai lấy comment lấy giúp Thảo nha. Màu đỏ. Đỏ. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. 190k. Ok đúng rồi. Rồi. Đây mẫu mặc cho em xem nha. Cực kỳ đẹp lắm em ơi. Đó. Rồi nếu mà lấy thì ok giúp chị nha. À, ok bao vừa nha. À bao vừa, cho chị xem áo beo hả? Áo gì? Cho chị xem áo beo. Dạ ok chị nha. Rồi bán áo đi. Rồi một hồi nữa rồi chị sẽ lai vỏ lai túi tiếp nha. Đây áo beo nha. Cái này là đầm beo Thảo có úp ở trên tường nha mấy chế yêu ơi.
Em mấy cái đầm meo này cô chưa thử mà. Dạ chị Nguyễn Mai ơi, áo đang mặc là 190 ngàn nha chị ơi. Áo đang mặc là 190 ngàn nha. Đây chị Hiến Ngọc ơi, cái đầm của chị đây chị, chị kêu em mặc đây chị ơi. Nếu mà chị có ưng ý thì chị ok giúp em nha. Cái mẫu này 57kg trở lại vừa đó. Cái xanh luôn đi bé. Cái xanh ở Thiến Ngọc ơi, cái mà em bình là mà chị Thiến Ngọc ơi, nhiều 50kg vừa. Đầm beo nhiêu em, 55kg vừa không? Vừa. 55, dạ 55kg vừa nha chị Duy Nguyễn ơi. 55kg vừa nha. Mặc cái đó cho mình coi với. Cái này 63kg mặc vừa Thu không? Tuyết. Dạ 63kg không vừa nha chị ơi. Cái nào? Dạ 63kg là cái nào? Cái đầm. Ok. Cái... Rồi. Cái áo này 63kg vừa nè chị ơi. Chị có lấy không? 63kg vừa nha. Nếu mà chị lấy thì ok giúp Thảo nha. Bao nhiêu em? Cái đầm beo hả? Cái đầm beo này. Cô, cái con này mặc cô mặc vừa. Dạ vừa nha chị Hiến Ngọc ơi, cái em đang mặc cô Thảo mặc vừa nha. Cái dạ, đầm beo okay, này chị Hiến Ngọc lấy đầm đen cho chị luôn nha. Chị cho em xin. Ờ có số điện thoại. Rồi, cái đầm beo này chỉ có giá là 240 thôi chị ơi. 240 thôi nha. Cái đầm beo cực kỳ đẹp, Thảo mà Thảo có úp ở trên mẫu đó mấy chế thấy không? Chứ úp trên tường á, mẫu mặc đó. Cực kỳ đẹp nha, 240. 240, 55kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi, áo Thảo đang mặc có nhiều màu nha. Rồi, chốt đầm đen cho chị luôn nha. Chị Huy Ngọc ơi, em chốt đầm đen cho chị luôn nha. Chị Duy Nguyễn ơi, đầm này. Chị Duy Nguyễn ơi, đầm beo 240 nha chị ơi. 55kg trở lại vừa nha. Đưa đây. 55kg trở lại vừa nha chị ơi. Đây, cái Thảo đang mặc là cái màu hồng nâu nha mấy chế. Cái màu hồng nâu nha. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Luôn bé. Dạ ok chị Huyến Ngọc nha. Rồi em mặc cái xám xếp ly cho chị xem nha chị ơi. Rồi mặc cái xám cho em xem luôn nha. Rồi Thảo đang mặc nè mấy chế 190k. Có màu đỏ nữa nha mấy chế ơi. Màu đỏ nè mấy chế thấy cực kỳ đẹp không. Đó để Thảo mặc màu đỏ cho mấy chế xem nha. Màu đỏ rất là nổi luôn. Có 190 thôi, 65kg trở lại vừa. Cái này là cái áo này đẹp lắm nha mấy chế. Nè mấy chế thấy không, bao đẹp luôn nè. Chế nào mà muốn đi chơi Noel vậy nè, mặc màu đỏ nha, màu đỏ cực kỳ sang luôn nè. Thảo mặc màu đỏ nó dạ ra cho mấy chế dễ nhìn ra kiểu nha. Đây đó mấy chế thấy không, cái kiểu nó như thế này nha, cái kiểu nó như thế này đây đó. Nó có 3 màu 4 màu luôn, màu đen màu đỏ, màu đen màu đỏ màu tím, màu đen màu đỏ màu tím nha. 190 nha Thu Hà. Xem beo ok chị. Xem beo trắng ok chị nha. Rồi rồi kia 54 đầm beo. Dạ ok chị Duy Nguyễn nha chị ơi. Rồi chốt cái đầm beo cho chị luôn nha. Bắt quẹt cho em. Rồi chốt cái đầm beo cho chị nha. Rồi cái set này hồi nãy chế nào hỏi nè mấy chế ơi, 57kg trở lại vừa nha. Chế nào lấy comment lấy giùm Thảo nha. Cái set này chỉ có 280 thôi, bao đẹp nha mấy chế. Nè ở dưới chân của nó nè mấy chế thấy không. Đó, ở trong tường á là Thảo có up lên mấy chế thấy xem người mẫu mặc cực kỳ đẹp luôn. Nguyên một cái set như vậy nha, bao đẹp nha mấy chế. Chỉ có 270 thôi. Mấy chế chia sẻ giúp Thảo nha mấy chế ơi. Chia sẻ giúp Thảo nha. Nè mấy chế thấy không, màu tím Thảo đang mặc là mấy chế màu đỏ nha, màu tím 65kg. Dạ, okay, trở lại vừa. Ok chị Thúy Ngọc nha. 65kg trở lại vừa, màu đỏ màu tím và màu hồng nu, màu hồng nu luôn nha. Cái này cô mặc vừa, cô màu đen luôn vừa. Đây chị ơi, cái xếp cái đầm len xám dập ly nha. Đây em cho chị xem cái xám dập ly này là em qua cái xanh. Đây cái xám dập ly này em ơi. Dạ cô chị Thảo vừa là em nha, vừa. Chị Huyến Ngọc ơi. Cái này vừa nha. Ok vừa nha. Vừa nha em yêu ơi. Vừa. Chị lấy thì chị ok giúp em nha. Lấy thì ok giúp chị nha. Bao đẹp luôn em yêu ơi. Bao đẹp bao vừa luôn. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Màu đỏ nè, màu hồng nu, màu đỏ, màu hồng nâu, 65kg trở lại vừa, 190 nha.
màu tím cực kỳ đẹp luôn nha mấy chế, màu tím đẹp cực kỳ luôn đó. Mấy chế nhìn cái form áo là nó biết nó đẹp như thế nào rồi nha. Đó, Thảo đang mặc nè mấy chế thấy không, cái kiểu rất là đẹp. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Em cỡ chị á Thảo ơi. Ok, cỡ chị là vừa nha em yêu ơi. Thiến Ngọc, Thiến Ngọc ơi, cỡ em là vừa, cỡ chị vừa hết trơn á. Rồi, tới qua mẫu nha, qua mẫu nha mấy chế. Ủa cái này màu đen đâu con. Rồi chị Thiến Ngọc ơi, làm xanh luôn nha chị ơi. Cái này, đây, cái đó cái xét. Rồi chị ơi, đầm xanh luôn nha chị ơi. Chị lấy đầm xanh này thì ok giúp em luôn nha. Chị lấy xanh thì ok giúp em xanh. Rồi lấy xám thì ok giúp em xám nha chị ơi. Cái này cô Hảo mặc cũng vừa luôn nha. Đó, nếu mà chị lấy thì chị ok giúp em nha chị ơi. Cái đầm này, cái đầm này 190 nha em ơi. Rồi đầm này 190 nha chị ơi. Đầm xanh nè, 190. Chị lấy thì chị ok giúp em nha. Cái này cô Thảo mặc vừa nha chị ơi. Cái này vừa đẹp lắm nha. Cái này đây, màu xanh. Nếu mà lấy thì ok giúp chị nha. 55-57kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy nha mấy chế. Rồi mấy chế ơi, đầm em đây. Ok. Rồi ok, chị Thúy Ngọc chốt với chị luôn nha chị ơi. Đây Thảo mặc nè mấy chế, có màu đen luôn nha. Thảo mặc có màu đen luôn nha mấy chế yêu. Màu đen, màu tím và màu này nha. Để Thảo cho mấy chế xem nha. Cái màu này màu vàng. Màu vàng nha. Rồi màu tím, màu đen. Gọi lại cho chị chốt hàng nha. Giờ chị đi họp. Dạ ok chị Thúy Ngọc nha. Màu vàng, màu tím, màu đen. Rồi có màu tím này nữa nha mấy chế. Đây màu tím này cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy thì comment lấy nha. Nghe gọi đi. Đi họp rồi lát một chút không là mình bị. Chị đi họp rồi. Rồi có màu hồng nu luôn nha mấy chế. Có màu hồng nu luôn nha. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Chỉ với giá 190 thôi. Với giá 190 thôi nha mấy chế. Ủa cái này, cái này ai lấy? Ai lấy màu đen quên rồi. Đây mấy chế ơi, có màu đen luôn. Đó, 65kg trở lại vừa. Bao đẹp nha. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế ơi. Qua mẫu, qua mẫu luôn. Rồi Thảo mặc cái này à, không chế nào lấy thôi không. Qua mẫu cho mấy chế xem. Cái màu tím này cũng đẹp cực kỳ lắm nha mấy chế. Màu tím này rất là ngọt luôn á. 65kg trở lại vừa. Bao đẹp. 190 nha chị Nguyễn Thị Hà ơi. Chị Nguyễn Thị Hà ơi, có 190 thôi nha chế ơi. 190 mà được cái áo thật là đẹp luôn đó chế. Đó, có màu nu luôn. Nè đưa gần cho mấy chế xem nha. Đó, 65kg trở lại vừa. Áo cánh dơi. Áo cánh dơi nha. Đây, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 65kg trở lại vừa. Bao đẹp. Nó có nhiều màu nha mấy chế. Có nhiều màu nha. Đọc màu giùm Thảo nha mấy chế ơi. Rồi, đợt này là qua mẫu nha. Đây, cái này màu hồng da nha. Màu hồng nu. Màu đen. Comment màu và mã số giúp Thảo nha. Màu đen. Màu đen nha mấy chế. Rồi, màu tím đậm nè. Thảo đang mặc là màu tím vợt nha. Cái này là tím đậm nha. Comment tím đậm hoặc tím vợt nha. Rồi cái này màu xanh nha mấy chế yêu. Màu xanh và màu đỏ. Rồi comment màu giúp Thảo đi. Rồi qua mẫu nha mấy chế ơi. Mấy chế nhớ chia sẻ giúp Thảo nha. Đó, màu đỏ. Nè, bây giờ lễ Noel gần tới nha mấy chế. Mấy chế mua màu đỏ là khó kiếm lắm nha. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Màu đỏ. Rồi, qua mẫu luôn. Qua mẫu nha. Vô đi. Rồi mấy chế ơi, cái này về lại nha mấy chế. Cái set bell này em về lại nha, màu đen. Chế nào mình lấy set bell này thì mình comment giúp em set bell kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. Set này chỉ có giá là 280.000 thôi. Em về lại thêm màu đen nha. Rồi cái này là màu trắng. Chế nào mình lấy màu nào thì mình comment giúp em màu đó nha mấy chế. Chất vải cực kỳ đẹp luôn nha. Chất vải cực kỳ xịn luôn. Chế nào mình lấy màu nào thì mình comment giúp em màu đó nha mấy chế. 280 một cái set bell như thế này luôn. Cái chất vải của nó co giãn rất là thoải mái nha. Cái này 57 57kg trở lại vừa nha mấy chế.
57kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy màu nào thì mình comment giúp em màu đó nha. Màu nào lên cũng cực kỳ sang hết mấy chế, thấy không? Cái viền beo của nó nè, rất là sang luôn nha. Chế nào mình lấy beo trắng thì mình comment giúp em là beo trắng nha. Lấy beo đen thì mình comment giúp em là beo đen. 280.000 một set này thôi. Set này cực kỳ đẹp nha mấy chế. Cái này là thị trường bán là tầm 300 trở lên không á, nhưng mà cái này bên em bán chỉ có 208 thôi. Chế nào mình lấy set này thì mình comment giúp em nha. Chất vải là bao đẹp luôn nha mấy chế. Đây là cái chất vải của nó là cực kỳ mịn luôn nha. Mặc vô rất là mát luôn, rất là dễ chịu. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Đó, cái áo này mấy chế không mặc với cái quần này mấy chế làm áo khoác vẫn được luôn nha mấy chế. Đó, cái chất của nó nè, nó dài tay cho mình luôn nha. 57kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy thì mình comment lấy giúp em nha mấy chế. 57kg trở lại vừa, hai màu trắng và đen nha mấy chế, cực kỳ bụi luôn. Mặc vô rất là bụi nha. Cái này chất vải hàng Quảng Châu nha mấy chế, hàng Quảng Châu nha. Bao đẹp luôn, chất vải bao đẹp nha. Rồi qua mẫu nha mấy chế ơi. Hello rồi, chế Vân Thái nha. Nha mấy chế, quần nó có bo cho mình luôn nha. Quần có bo cho mình luôn, mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Cái này mặc đi chơi hay là đi chợ hay là đi đâu cũng được hết, rất là dễ mặc nha mấy chế. Hai màu trắng và đen, chế nào lấy thì mình comment giúp em qua mẫu nha mấy chế. Qua mẫu nha. Cái Thảo đang mặc 55kg trở lại vừa. Bao đẹp nha mấy chế. Rồi Thảo sẽ đọc mã cho mã số cho mấy chế lựa nha. Cái kiểu như thế này nè. Đó. Đẹp cực kỳ luôn. Hộp nè, phía bên tay nè mấy chế thấy không? Hộp này là bao đẹp nha. Rồi 55kg trở lại vừa. Thảo sẽ đọc mẫu cho mấy chế xem nha. Cô đọc mẫu cho nhớ nổi nha. Hộp giống nhau. Hộp giống nhau nhưng mà cái dù nè. Rồi mấy chế ơi, mã số 1 là Thảo đang mặc nha. Mã số 1 là Thảo đang mặc với giá 190 nha mấy chế. Mã số 1 nha. Mã số 2. Mã số 2 là mấy chế nhìn cái cây bông nè, đó rất là đẹp nha. Cây dù nè, đó. Nó chớp lấp la lấp lánh luôn nè mấy chế, có 190 mà cực sang luôn. Mấy chế mặc với quần jean hoặc là cái chân quấy nha. Chỉ có giá 190 thôi, có cây dù nha. Mã số 2. Mã số 3. Mấy chế thấy không? Cực sang luôn, Chanel nha. Mã số 3 là Chanel nha mấy chế yêu. Đó. Bao đẹp luôn, mã số 3. Với giá 190k thôi. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 190k nè mấy chế, nhìn nè thấy không? Nó lấp la lấp lánh lắm nha. Rồi Thảo mặc cái áo Chanel cho mấy chế xem nha. Con nhớ mã số 1 cái đứa ba. Số 1 đó. Rồi mã số 3 là Chanel. 55kg trở lại vừa. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Cái này là hộp đẹp lắm nha. Hộp lấp la lấp lánh luôn. Đồ đẹp chưa? Quá đẹp. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó, 190k, bao đẹp luôn. Nè mấy chế ơi. 190k, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này là Chanel, mã số 3. Rồi mã mẫu cầm là số 1, mã này số 2. Nè mấy chế nhìn thấy nè. Số 2 có cây dù nè mấy chế thấy không? Đó, bao đẹp luôn. Rồi mấy chế ơi, comment mã số và số điện thoại giúp Thảo nha. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế. Qua mẫu nha. Cái này hộp mấy chế không thích hả? Đẹp mà. Đó, ở phía sau nè mấy chế nhìn thấy không? Ở phía sau nè. Rồi mấy chế ơi, chế rồi. Nào mình lấy áo này thì qua mình mẫu nha. Em nha mấy chế, 190.000, mã số 1 và mã số 2 nha mấy chế. Qua mẫu, qua mẫu. Và mã số 2, rồi qua mẫu nha mấy chế. Qua mẫu luôn, qua mẫu tiếp tục nha. Qua mẫu rất là mau để bị la nữa nha. Rồi, qua mẫu, qua mẫu. Rồi set len em đang mặc nha mấy chế. Set len em đang mặc là 190.000 nha. Rồi là nguyên một set như thế này nè mấy chế thấy không? Chất vải cực kỳ đẹp luôn nè mấy chế. Co giãn cho mấy chế cực kỳ thoải mái nha. Màu nâu và màu đen. 190.000 một set em đang mặc thôi nha. Nó rất là đẹp luôn. Nó mặc vô mua đen cực kỳ luôn nha mấy chế. Ở phía dưới của nó là ống lo cho mình nha. Ở phía dưới ống quần của nó là ống lo cực kỳ sang luôn. Chế là mình lấy set len em đang mặc comment giúp em, kèm số điện thoại giúp em mấy chế ơi. 55kg trở lại vừa nha mấy chế. Màu đen và màu bò cực kỳ đẹp nha. Chất vải co giãn cho mấy chế cực kỳ thoải mái luôn nè mấy chế. Đẹp chất quá. Vải co giãn cực kỳ thoải mái nha. 190.000.
áo này mình mặc lẻ ở ngoài nó vẫn xinh là mấy chế. Mấy chế mặc với quần sọt hay là quần dài rồi này kia vẫn đẹp nha. Đó, nguyên một set như thế này chỉ có 190 thôi mà chất len của nó là mấy chế. Len này là len hàng xịn nha, co giãn cho mấy chế cực kỳ thoải mái luôn, mặc rất là mát, rất là dễ chịu nha mấy chế, không hề nóng nha. Chế nào lấy set này thì mình comment giúp em kèm số điện thoại mấy chế yêu ơi. 55kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. 55kg trở lại vừa màu nu. Cái này mà mình thích nu thì mình comment giúp em là nu nha. Rồi thích đen thì mình comment giúp em là đen. 190.000 hai một set nha mấy chế. 190.000 một set mặc mấy chế ha. Rất là bụi luôn nha. 55kg trở lại vừa. Hello dâu tay. Dâu tay ơi, em mặc mấy cái set này cực kỳ đẹp nè em yêu. Sớm giờ em đâu vậy? Chị chơi quà trúng thưởng nè em yêu ơi. Đó, mấy cái set về mặt rất là đẹp nha. Đó, set len nè, ống này là ống lo nè, em thấy chưa? Đó, nó giả như quần jean vậy đó mấy chế, thấy không? Nó ống lên, nó lo vậy nè. Đó, nhưng mà chất len bao đẹp nha mấy chế. Chế nào lấy comment lấy giùm Thảo nha. 53kg trở lại vừa. Ai lấy comment lấy giùm Thảo nha, màu nâu. Màu nu, đây nó có một cái túi nho nhỏ rất là đáng yêu luôn nè mấy chế, thấy không? Đó, đẹp lắm nha. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Rồi, set đen mẫu đang mặc luôn. Đó, mẫu đang mặc luôn. Một set cũng 190k. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu. Rồi mấy chế ơi, chế nào lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế yêu ơi. 55kg trở lại vừa 190.000. Em còn 2 màu thôi nha mấy chế. Em còn hai màu là màu đen và màu nu nha. Chế nào mình lấy màu nào thì mình comment giúp em màu đó nha mấy chế. Còn màu xanh nữa nha mấy chế ơi. Còn màu xanh dương đen và màu màu gì? Màu nho hoa kìa. Rồi, qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Đây, mẫu Thảo mặt nha. 55-57kg trở lại vừa. 55kg trở lại vừa, 55-56 mấy chế. Nhìn cái tay nè mấy chế, thấy không? Đó. Cái tay này nọ, thấy không? Nó dạ dạ nè. Bao đẹp luôn, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này là giống Thảo úp ở trên tường đó mấy chế. Đó, úp ở trên tường đó, mẫu mặt cực kỳ đẹp luôn. 55kg trở lại vừa, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 55-56kg trở lại vừa, lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi Thảo đọc mẫu cho mấy chế xem nha. Đọc màu nha. Thảo đang mặc nè, màu vàng, màu đỏ. Màu vàng, màu đỏ nha mấy chế ơi. Noel tới rồi, lấy màu đỏ này nè mấy chế. Đó, màu vàng, màu đỏ nha. Ở trước nè mấy chế nè, thấy không? Nè, đưa gần cho mấy chế xem nha. Đó, đưa gần cho mấy chế xem là nó có lưới nữa nè. Đó, thấy chưa? Hello Đào Ngọc Thị, em yêu ơi, cái áo đẹp quá. Đó, thấy không? Màu đỏ, màu vàng, màu đỏ nha. Rồi màu rêu. Màu vàng, màu đỏ, màu rêu. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Màu vàng, màu đỏ, màu rêu. Và màu bò. Màu bò luôn nha. Màu bò. Đưa gần cho mấy chế xem nè, đỏ. Ở đây nè nha. Đó, nó có cái gan lỗ lỗ này rất là đẹp nha. Đó, giống ở trên tường đang úp á. Mẫu mặt cực kỳ đẹp luôn nha mấy chế. Màu nâu. Nó rất là nhiều màu nha mấy chế yêu ơi. Màu nâu. Đó, màu nâu nha, 150 một cái thôi nha mấy chế. Cái này 150 một cái nha. Đó, màu nâu. Rồi màu đen. Đó, màu đen. Đó, mấy chế thấy không? Nó rất là sang luôn. Chỉ có 150k thôi, bao đẹp. Đó, kiểu giống Thảo đang mặc này nha. Màu vàng nha mấy chế yêu. Coi ra coi. Màu vàng nha. Em yếm màu xanh bao nhiêu ký vậy em? Yếm màu xanh. Rồi để lấy cho em xem nha. Cái này là đầm liền nha. Cái này là dâm nha. Cái yếm màu xanh hôm qua cô mặc nè. Đây, cái này là dâm nha. Đó, chế nào lấy thì comment lấy giùm Thảo nha. Dâm này nó với giá của nó là bao nhiêu con? Với giá của nó là 200 tư. Cái dâm này 240 nha. 53kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 53kg trở lại vừa. Đó, có dây nịt luôn nha mấy chế. Dạ chị ơi, yếm xanh này là 65kg trở lại vừa nha. Chị Bụi Trương ơi, 65kg trở lại vừa nha. Đây, chị ơi,
Cái yếm nè chị ơi, cái yếm do mà Thứ Thảo mặc đó nha. Đây cái yếm nè, yếm xanh nha, mặc với áo, mặc với áo trắng rồi đó mấy chế. Đó, cái yếm này 190 nha chị ơi. Cái yếm này 190 nha. Mặc với áo, một là áo đen ở trong, hai là để đấy mặc thử cho mấy chế xem nha. Cái Thảo đang mặc là rất là nhiều màu nha mấy chế. Mấy chế cứ comment màu Thảo lấy cho mấy chế xem nha. Cái này mặc cũng bự quá. Đây. Chế mặc áo trắng ở trong cực kỳ đẹp nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha, 190k thôi. Không phải màu xanh lá cây. Bao đẹp luôn. Rồi, màu xanh lá cây có luôn nha. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây là cái gì hả? Phải yếm. Cái này là đầm nha chị ơi. Đầm chứ không phải yếm nha mấy chế. Màu xanh, cái yếm hôm qua có cái yếm màu xanh lá cây nữa, lấy cái yếm ra. Chốt rồi đó, hai cái gì chốt. Đây là phải không chị ơi, phải đầm màu xanh lá cây nè không chị ơi. Cái này là đầm không phải yếm nha. Cái đầm này 290 65-67kg trở lại vừa. Ai lấy đầm này comment lấy giúp Thảo nha. Còn cái nào này? Ở đây là ren. Ở đây là ren nha mấy chế. Đây còn cái này đây. Còn cái này là màu rêu nha chị ơi. Cái yếm này là màu rêu nha. Màu rêu. Trời ơi bột đi. Ai thích nịch thì nịch. Cái yếm này cũng cực kỳ đẹp nè chế. Đó, ở dưới nó có xè xè nè thấy không. Đó, mình bận áo ống ở trong rất là đẹp nha. À, chị bữa trưa ngay yếm dây, hiện tại bên em hết hàng rồi nha chị ơi. Yếm dây nữa mà. Có một cái ghiêu hôm qua chốt rồi đó. Còn yếm ghiêu nào nữa không? Yếm dây nào nữa không mấy hả? Có màu bò không? Yếm dây có màu bò nha chị ơi. Còn màu bò. Yếm dây có màu bò và màu rêu. Đó. Đây. Màu bò và màu rêu nha. Đó, ai lấy cái áo trắng trơn này cho Út đây. Út mặc cho người ta xem đây. Có đầm đi tỉa cao 64kg 1m66. Ok có nha chị ơi. Có nha. 64kg cao 1m66 có luôn nha chế. Rồi chế đợi chút xíu nha mấy chế yêu ơi. Rồi. Rồi mấy chế ơi, cái giùm em đang mặc nha mấy chế. Cái giùm em đang mặc là 200. Cái giùm em đang mặc là 200 mấy con nữa con. 204. Rồi cái giùm em đang mặc là 204 nha mấy chế. 52kg trở lại vừa cái giùm này nha. Chế nào mình lấy giùm thì mình comment giúp em giùm kèm số điện thoại nha mấy chế. Phước. 52kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. Ok nha, để chị lấy cho xem. Co giãn cực kỳ thoải mái nha mấy chế. Co giãn cho mình cực kỳ thoải mái luôn. Giá của nó chỉ 204 thôi nha. 52kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Cái này là em còn mới nên em chưa cắt khuy nha mấy chế. Nó mặc như thế này nha. Nó còn mới nên chưa cắt khuy. Chế nào mình lấy zoom này thì mình comment giúp em zoom kèm theo số điện thoại giúp em nha. Cực kỳ đẹp luôn. 52kg trở lại vừa nha mấy chế. 52kg trở lại vừa mẫu zoom này. Chế nào mình thích thì mình comment giúp em kèm số điện thoại là qua mẫu nha mấy chế. Thích thì lấy qua mẫu nha mấy chế ơi. Cái này á, nếu mà ông mà mấy chế thích mặc cột như vậy thì cũng được nha. Rồi mấy chế thích nịch thì có nịch luôn nha. Lấy nịch cho con nịch thử rồi cái bộ nó ra. Đây, nè, chế ơi. Bây giờ mình hết màu xanh rồi, bây giờ mình còn màu bò nha. Còn màu bò và màu hồng nha. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó, màu bò và màu hồng. Lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Rồi, comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Rồi, qua mẫu nha. Qua mẫu tiếp nha. Thảo sẽ qua mẫu đầm này cho mấy chế đi tiệc nha. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. Lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đây, màu bò. Nó có màu hồng luôn nha mấy chế. Nó có màu bò và màu hồng nha. Cái này á, màu kêu bằng hồng nâu quá mấy chế.
có màu bò và màu hồng nâu nha. Cái này về đợt cuối cùng nha mấy chế ơi, không về nữa nha. Đây, hôm qua bữa hổm bán quá trời luôn rồi, chế nào lấy thì đặt về tiếp nha. Đó. Nè, mấy chế thấy không? Đó. Màu nâu nha, màu bò Thảo đang mặc nha. Rồi màu này hồng nâu nè mấy chế nhìn nè. Đó, mấy chế thấy mấy cái viền đen này mấy chế mặc với áo đen cũng cực kỳ sang nha. Đó, có chữ đen mặc áo đen cũng sang lắm nha. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 65kg trở lại vừa. Cái quấy cái này nha, 65kg trở lại vừa. Rồi, cái áo thì 100 mấy thôi. Cái áo thì 130. Cái áo 130, cái yếm 190. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Áo 130, cái váy 190 nha mấy chế. Này là gì ta? Giống rồi hả? Rồi mấy chế ơi, ai lấy zoom em đang mặc thì mình comment giúp em zoom nha mấy chế. Mấy chế không thích buộc dây của nó thì có một cái cọng dây nịt để mình nịt ngang như thế này nha. Nịt này em có bán nha mấy chế yêu ơi. Nịt này mình rất là dễ phối nha mấy chế, mặc với đầm hay này kia mấy chế nịt một cái nịt như thế này rất là dễ thương luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment lấy giúp em nha mấy chế. Giá của nó chỉ có 150 một nịt thôi nha. Còn cái zoom em đang mặc là 240 nha mấy chế yêu ơi. Dùm em đang mặc là 240 nha. Chế nào mình lấy thì mình comment lấy giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế yêu nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chế. Nịt này mấy chế phối với bất cứ cái đầm nào cũng đẹp hết trơn á ha. Một cái đầm đơn giản mà mình nịt vô một cái nịt như thế này là rất là đẹp luôn nha. 64kg có chưa chế đầm má chế. Dạ ok chị, bánh bèo vô dụng nha chị ơi. Thử với chị xem liền nha. Rồi để thử cho chị xem nha. Con lấy ra đi. Lấy ra đi cô thử. Rồi, có chế nào lấy nữa không mấy chế ơi? Mấy cái set này có lấy nữa không? Không lấy Thảo qua mẫu nha mấy chế yêu. Qua mẫu nha, qua mẫu là không còn nữa nha mấy chế. Đó, cái này về hàng đợt sau nha. Chế nào lấy thì comment lấy nha. Đợt cuối cùng rồi nha mấy chế yêu ơi. 65kg cao mấy. Rồi mấy chế ơi, ai lấy giùm em đang mặc thì mình comment giúp em nha mấy chế. Rồi em qua mẫu nha. Em qua mẫu luôn nha mấy chế ơi. Rồi chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế. Cực kỳ đẹp luôn. Một cái zoom rồi em qua cái đầm trắng cho mình luôn nha mấy chế yêu ơi. Qua cái đầm trắng luôn nha. Đây, cái đầm này đi tiệc cũng vẫn được nha mấy chế. Đó, cái đầm mà có giá là 290 thôi. Đây chế ơi, 64kg mặc vừa nè, chế lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đây, mấy cái đầm big size này nè mấy chế nè, nó hay có cọng dây nè để dành mình cho máng nè nha. Mấy cái đồ hàng nhập nó mới có mấy này nha mấy chế. Cọng dây này máng đừng có cho hư cái áo mình á. Đó, chỉ có 290 thôi. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Chỉ có 290 thôi, bao đẹp. Đây, rồi chế nào không thích mặc như vậy thì mình nịt vô nha. Đó, thích nịt thì nịt nha. Đó, cộng dây nịt 190k. 190k nha. Dây nịt một cái áo 290, dây nịt 150 nha. Cái đầm 290, dây nịt 150. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái đầm này cũng sang lắm nha mấy chế. Đó, màu đen là rất thịnh á. Màu đen là thịnh lắm nha. Đó mấy chế thấy không? Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. Lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Hàng bao đẹp. Rồi qua mẫu nha mấy chế. Qua mẫu luôn. Ủa sao con ấy không tắt cái đó của mẹ rồi. Qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Hello chị Phương Phạm nha. Mấy chế chia sẻ giúp Thảo đi mấy chế yêu. Nhìn già quá chị ơi. Nhìn già quá hả em? Em ơi em à, cái này sang mà, màu đen mà. Màu đen chứ đâu phải màu gì đâu, em chê già em ơi. Màu đen là nó rất là sang nha. Cái màu này là không già nha em. Rồi, cái đầm em đang mặc nha mấy chế ơi. Đầm em đang mặc
Rồi cái đầm em đang mặc 240 nha mấy chế ơi, 52kg trở lại vừa nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Ghen cực kỳ sang rồi mấy chế. Ghen ở đây ở trên là phối lưới nha, rất là đẹp luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế yêu ơi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Cực kỳ đẹp luôn, một cái đầm trắng như thế này nha. Mình mặc lên rất là sang luôn. Cái mẫu này mấy chế mặc đi tiệc hay đi đâu đó cũng rất là sang. Nó dạng như công chúa này mấy chế thấy không. Nó rồi ghen của nó một lớp ghen nha. Ghen rồi phối lưới nữa phía trên như thế này rất là sang luôn. Nó tay nó phối lưới cho mình luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn, một cái màu trắng. Chế nào mình thích cái đầm này thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. 240 một đầm nha. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn nha. Tôn dáng rất là đẹp. Chế nào mình lấy mình cởi ra giúp em kèm số điện thoại nha. Phía dưới của nó là có may nhúng tận cho mình luôn nè mấy chế. Phía dưới nó may nhúng tận cho mấy chế luôn nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại em qua mẫu cho mấy chế ơi. 52kg trở lại vừa, giá là 240 nha mấy chế. 52kg trở lại vừa, giá 240 nha. Ghen cực kỳ sang luôn, hàng Quảng Châu chất ghen bao đẹp nha mấy chế. Nó ghen bao đẹp luôn nha. Chế nào lấy thì mình comment giúp em qua mẫu nha mấy chế. 240 một đầm em đang mặc, 52kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chế yêu ơi. Em qua mẫu nha mấy chế. Rồi chế nào lấy đầm mày comment lấy giúp Thảo nha. Đâu có cần nghe nạch nữa à. Nghe nạch chẳng bị chưa. Đó đầm nè mấy chế. Ở bên hông nè mấy chế nhìn nó xẻ nè. Đó nó xẻ tà cao lên nè. Nó làm như là dạng như cách tân hay gì đó không biết. Mà cái kiểu này nha mấy chế. Đó, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này 65kg trở lại vừa. Có một cái một thôi. Ai lấy? Ai lấy comment lấy giúp Thảo nha. Có hai cái thôi nha mấy chế. Rồi, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Comment màu và số điện thoại giúp Thảo nha. Rồi chế nào thích nịch thì nịch luôn. Đây, tổng dây nịch 150. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này nịch mình đi đám cũng được kìa mấy chế đâu. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó đẹp nha. Đó, ai lấy thì comment lấy nha mấy chế ơi. Đầm này nhiều không? Cái đầm này có giá 190 nha mấy chế yêu ơi. Nhờ con máy này ra chế ta. Máy nguyên hàng mình có đẹp. Cái đầm này có giá 190 nha. Ai lấy thì comment lấy với Thảo nha. Ai lấy thì comment lấy nha mấy chế ơi. Bao đẹp luôn. Nè mấy chế nhìn cái chất vải nè. Đưa gần cho mấy chế xem nè. Rất là đẹp nha. Đó. Ai lấy thì comment lấy với Thảo nha mấy chế yêu. Bao đẹp luôn. Rồi cái đầm 190. Cộng dây nịch 150. Cộng dây nịch là cái bảng to nè nha mấy chế. Không hề quê nha. Cái bảng cực kỳ đẹp luôn. Cộng dây nịch có một cộng này thôi. Mỗi một kiểu có một cộng thôi. Ai lấy thì comment lấy đầm đen giúp Thảo nha. Đầm đen nha mấy chế yêu ơi. 190 một cái đầm nha. Thảo đang mặc 190 nha mấy chế. Bao đẹp luôn. Rồi mấy chế ơi, cái set em đang mặc nha mấy chế. Set em đang mặc là 200. Rồi set em đang mặc là 270 nha mấy chị ơi. Set em đang mặc là 270 nha. Chất phi cực kỳ đẹp nha mấy chế. Chế nào lấy set em đang mặc comment giúp em kèm theo số điện thoại nha mấy chế yêu ơi. 270 một set cực kỳ đẹp nha. Giá của nó chỉ có 270 thôi. Nguyên một cái set như thế này là mấy chế mặc cực kỳ bộ luôn nha mấy chế. 52kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy set thì mình comment giúp em là set nha. Cái mặt này có úp lên tường, mẫu mặt rất là đẹp luôn nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế yêu ơi. Giá của nó là 270.000 một set này nha. 52kg trở lại vừa. Mặt cực kỳ đẹp nha mấy chế. Mặt vô rất là bụi luôn. Chế nào mình to người xíu mặc cái mẫu này bao đẹp luôn nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. 270.000 một set rất là đẹp nha mấy chế. 270.000 một set rất là đẹp luôn. 52kg trở lại vừa, chất phi rất là đẹp luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chế. Đó mấy chế không form áo của nó là lớp tốt như thế này nha. Đó cái quần của nó có hung cho mình luôn nè. Co giãn cực kỳ thoải mái luôn nè mấy chế. Co giãn cực kỳ thoải mái nha. Cái này mình mặc rất là mát, không hề nóng nha mấy chế ơi. 270.000 một set như thế này thôi. Cái này mấy chế có thể phối với quần đùi hay bất cứ cái gì đó tùy theo mình thích cũng được nha. Áo này lớp tốt mà mình rất là dễ phối, mình làm áo lẻ mình phối vẫn đẹp nha mấy chế. 270.000, chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha. Đó, ở dưới nó có bò nữa nghe mấy chế. Quần ống có bò nữa nha. Quay sau lên nha. Đây,
cái gót top nha, rất là đẹp nha mấy chế ơi. Đó, nó mặt lửng như vậy nha. Chế nào lấy thì comment lấy giùm Thảo, xếp đen giùm Thảo nha. Cái chất vải, cái phi này là phi lụa nha, phi cao cấp nha mấy chế. Quá giá 270 thôi, 52kg trở lại vừa, 52kg trở lại vừa. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Bao đẹp nha. Cái set này mặt mát cực kỳ lắm. Có một set một duy nhất thôi nha mấy chế. Rồi qua mẫu tiếp nha. Rồi chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu luôn mấy chế ơi. Em qua mẫu nha. Qua mẫu nha mấy chế. Đây cái đầm trắng này có ai lấy không mấy chế? Cái đầm trắng suông nha. Đầm trắng suông này bao đẹp luôn, 60kg trở lại vừa. Đầm suông nha, đầm suông 60kg trở lại vừa. Với giá 190 thôi nha mấy chế, 190 nha. Bao đẹp luôn, bao đẹp luôn nha mấy chế yêu. Mặc mấy cái này là ghiền lắm nha. Cái đầm suông này với giá 190k thôi. Nó có hai màu, kiểu Thảo đang mặc có hai màu. Ủa hết rồi không? Có một cái được không? Có một cái này thôi nha mấy chế. Có một cái trắng thôi. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 190k. Đầm suông. Đầm suông 190k. Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chế ơi. Đó. Nó đơn giản nhưng rất sang nha. Đó. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Thích mặc suông thì mặc, không mặc thì nịt vô cũng được nữa nha mấy chế. Mình nịt vô cũng rất là đẹp nha. Cộng như nịt 150k thôi nè mấy chế nhìn nè. Dây nịt nè nó sòn lấp la lấp lánh luôn nè mấy chế thấy không? Rất là đẹp. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Ai thích nịt thì nịt, còn ai thích mặc suông thì mặc nha. Nhầm chế thích mặc suông lắm. Rồi nhầm chế cũng thích nịt dây nịt nha. Rồi ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Đó, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái đầm như vậy chỉ có 190 thôi, cộng dây nịt thì 150. Bao đẹp luôn. Đó mấy chế thấy không, dây nịt của nó nè. Đó, sáng lấp la lấp lánh luôn nha mấy chế yêu. Đẹp lắm. Ê cái này cô để riêng mẹ, để em đi tiệm. Còn cái màu đen nữa đâu. Để hồi cô thử rồi con coi cái màu nào đẹp lên cô bán. Trời con mặc cũng đẹp quá nè cô. Ừ. Chắc con lấy. Cô lấy cái đỏ. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cộng dây nịt nè nha mấy chế ơi. Dây nịt chỉ có 150 thôi. Dây nịt 150k thôi. Sáng lấp la lấp lánh luôn. Sáng lấp la lấp lánh luôn nha mấy chế. Đây 150k. Dây nịt có rất là nhiều kiểu nha mấy chế. Thảo úp ở trên tường đó. Chế nào lấy thì vô comment lấy giùm Thảo nha. Thảo úp trên tường rất là nhiều. Mấy chế vô lựa nha. Tất cả tất tần tật Thảo úp trên tường là mỹ phẩm châu Âu hoặc là đồ gì là đều có hết nha mấy chế ơi. Đều có hết nha. Ai lấy thì comment lấy nha. Chỉ có một cái màu trắng này thôi. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế yêu. Qua mẫu nha. Rồi cái đầm em đang mặc nha mấy chế. Đầm em đang mặc là 55kg trở lại vừa nha. Chế nào mình lấy đầm em đang mặc comment giúp em đầm đang mặc kèm số điện thoại nha mấy chế. Chất len bao đẹp nha. Đây chất len này em lay gần cho mấy chế là bao mịn bao đẹp luôn. Phía dưới của nó là tua gua nha mấy chế. Đó, tua rua như thế này là cực kỳ bụi luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Ủa sao tự nhiên chá vậy ta. Co dễ như mình cực kỳ thoải mái nha mấy chế. 190.000 cái một cái đầm em đang mặc nha. Có chữ luôn, cái này em có chỉ có một màu đen thôi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. 55kg trở lại vừa nha mấy chế. 55kg trở lại vừa, bao đẹp luôn nha mấy chế. Mấy cái chặt đen này mình mặc cực kỳ tôn dáng luôn nha. Chế nào mình to người hơn em một xíu thì mặc cái mẫu này bao đẹp luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế ơi. Bao mịn bao đẹp nha mấy chế. Cực kỳ mịn luôn, rất là đẹp nha mấy chế ơi. 190.000 một đầm len. Co giãn cực kỳ thoải mái, chất len bao mịn bao đẹp nha mấy chế. Đó, bao mịn bao đẹp luôn. Cái này nó gần trời, nó gần Tết đó mấy chế. Gió Tết lạnh lắm nên mình mua mấy cái mẫu len này mặc cho nó mát, cho nó ấm ha. Đó, chế nào mình lấy ra đầm len thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha. 190.000
Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi, em qua mẫu nha. Qua mẫu nha mấy chế ơi, qua mẫu luôn. Đây một cái đầm sơ mi. Đầm sơ mi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đây, cái đầm như thế này có túi luôn nha mấy chế yêu. Đó, có túi luôn. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái đầm này 260, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đầm sơ mi màu nâu, ai lấy thì comment lấy nha. Đầm sơ mi màu nâu nha. Đây một cái cọng dây nịt 150 thôi. Bao đẹp luôn. Đó mấy chế thấy không? Bao đẹp bao sang luôn nha. Cái đầm 260 cộng dây nịt 150. Cộng dây nịt 150 nha. Cái đầm 260 luôn. Đây rồi sẽ quẩy một cái giỏ như thế này. Đó. Giỏ luôn nha mấy chế ơi, túi xách nha. Cái túi này chỉ với giá 390 thôi. Bao đẹp nha. Cái túi này 390, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 390 nha mấy chế. Đây Thảo nhắc lại cho mấy chế xem nha. Một cái đầm 57kg trở lại vừa. Cái đầm 55kg trở lại vừa. 55 thôi mấy chế. Dạ em chào chị Tường Vi Bùi nha. Hello chị Tường Vi Bùi nha. Dạ. Trường Vũ Bùi nha. Dạ em chào chị Trường Vũ Bùi nha. Rồi hello chị. Rồi đây ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái đầm sơ mi 260, Thảo nhắc lại nha mấy chế. Đầm sơ mi 260 nha. Cộng dây nịt 150. Và một cái túi như thế này là 390. Bao đẹp luôn nha mấy chế. Cái túi 390 cực rẻ luôn nha. Cái này bán hàng chi ân cho mấy chế nha. Đó, cực rẻ mà cực sang nha. Cái túi này đựng rất là nhiều nha mấy chế. Đưa gần cho mấy chế xem nha. Chào chị Trường Vũ Bùi, chào chị nha. Đây cộng dây nịt như thế nè, ấy một cái túi như thế này. Nè mấy chế, đây mấy chế nhìn cái túi nè, ở phía trong nè cực kỳ đẹp lắm nha mấy chế. Đó mà đựng rất là nhiều đồ luôn, chỉ có 390 thôi. Chất túi cũng rất là ok nha mấy chế. Đó nè mấy chế nhìn nè, đó nó sâu như vậy nè, đó đựng rất là nhiều nha. Cái này mình đi Sài Gòn á mấy chế, mình đi thành phố á, mình bỏ vô mình xách cực kỳ sang lắm nè. Đó chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này chỉ với giá là 390 thôi, có một cái duy nhất. Chế nào lấy thì comment lấy nha. Túi vuông màu nâu, đựng nhiều đồ lắm nha mấy chế, đựng rất là nhiều đồ luôn á. Cái này mình đi Sài Gòn rồi mình bỏ mà ba cái kem chống nắng ha, bỏ này kia vô rất là tiện nha. Bỏ khẩu trang khẩu gì là thoải mái luôn. Rồi bộ đồ á, bây giờ mấy cái đầm thun mới mới chế mà nó hay ít ít á, mình cuốn tròn lên bỏ vô đây cũng vẫn được nè. Đó nó rất là rộng luôn, ai lấy thì comment lấy nha. Đầm này với giá là ê, cái túi này với giá của nó 390 thôi. Rồi qua mẫu nha. Qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Rồi qua set nha. Cái set này màu da, ai lấy thì comment lấy giùm Thảo nha. 190k, 55, 57 hả? 57kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Rồi mấy chế ơi, set em đang mặc là 57kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. Chế nào mình lấy set chế nào mình lấy set em đang mặc thì mình comment giúp em là set kèm theo số điện thoại nha. Cái chất len của nó là bao mềm mịn bao đẹp luôn nha mấy chế yêu ơi. Giá của nó chỉ có 190 thôi, nguyên một set áo và quần như thế này là 190.000 nha. Len mặc cực kỳ tôn dáng luôn. Có túi xách người lớn 43 không chế. Nè chị. Có nha chị Như Ngọc ơi. Đây nè chế ơi, cái túi vuông này. Đây. Rồi chế nào mà muốn lấy cái này thì có luôn nha. Đây. Nè chế ơi. Đây cái túi như thế này nha. Đó. Đó mấy chế thấy không? Đó. Cái này 340 Cái này 340 nha chị ơi. Nó gồm có 3 set nha.
Nó có màu đen dạ, màu đen hoặc là màu màu bò nha. Một cái túi như thế này nó có ba thứ nha mấy chế. Đây nó nhiều ngăn lắm nha. Cái ngăn nhỏ này nè mấy chế đựng chìa khóa hay là đựng tăm xỉa răng hay đựng khăn giấy gì cũng được nha. Rồi ở trong của nó đây. Ở trong của nó được 3 túi nha mấy chế. 3 món nha. 3 món luôn. Cái này nè mấy chế thấy không? Cái túi của nó nè rất là mềm nha. Nè ép lại cho mấy chế xem nha. Đó, rất là mềm, chỉ với giá 340 thôi nè mấy chế nhìn nè. Mấy chế nhìn nè, 3 túi như thế này mà có 340 cực rẻ không mấy chế? Chất cái vỏ nè, bao đẹp nha. Đó. Mấy chế nhìn cái da của nó nè. Đó. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Ai lấy comment lấy giúp Thảo nha. Cái này nè mấy chế bỏ tiền vô nha. Bỏ cốp xe rất là tiện. Rồi cái vỏ này luôn, rất là tiện nha. Thay phiên mỗi cái một chút nha. Đó, mà hàng hiệu nè mấy chế, nó giá hiệu rất là đẹp. Rồi quẩy luôn. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó. Nó 3 món như thế này mà có 340 nha mấy chế. Bao đẹp luôn. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Lấy thì comment lấy nha mấy chế yêu. Chế đứng lên em chụp bộ đồ lại. Dạ ok chị Heo Ruby nha. Ok em nha. Em yêu. Đợi chị chút. Đây. Nè em ơi. Đây. Chụp chưa em? Đó. Một cái đầm như thế này là chỉ có 260 thôi nha. Cộng dây nịt là 150 nha. Rồi, cái túi 390. Rồi, ai lấy comment cái nào thì lấy cái đó nha mấy chế ơi. Đây, em nhìn nè, phía sau của nó là cái đầm nè. Dạ túi đang cầm là 390 nha chị Tiên nhỏ ơi. Hàng chuẩn F1 nha chị ơi. Chất túi bao đẹp nha. Có tan mát đầy đủ cho mình luôn nha chị ơi. Có tan đó. Mát đầy đủ cho mình luôn nha. Cái túi như cái thế này nè đựng rất là nhiều nha mấy chế. Đó rất là đẹp. Mà cái da nè đưa gần cho mấy chế xem nè cực đẹp không. Đó với giá 390 bán cái này không có lời lớn gì nha mấy chế. Tại vì bán cặp theo với quần áo cho mấy chế yêu thôi. Đó không có lời gì nhiều hết trơn nha mấy chế. Đó mấy chế mà ra shop mua cái này hả 500-700 nha. Không có giá 300 mấy nha mấy chế ơi. Heo Ruby lấy nào em yêu. Nặng sát 3kg, cao mét 63 vừa em ơi. Dạ vừa nha chị Heo Ruby ơi. 63kg 1m63. Chắc ổng vừa đâu con ơi. 1m63 cao 1m. Dạ vừa nha em Heo Ruby ơi. Rồi cái túi đang cầm nè chế ơi. Chế có lấy không à chế ơi. Chế Tiên nhỏ ơi. Cái túi đang cầm nè nha. Cái này là 300 mấy? 309. Cái này 390 nha chế ơi. Còn cái này là 360 không? 340 ạ. Cái này 340 nha. Nó có 3 món màu bò eo về nha. Rồi cái này thì 390. Rồi lấy cái nào chị ơi? Đâu con đọc coi cô không thấy được. Dạ cảm ơn chị, có gì em dạ ok chị nha chị ơi. Rồi ok em yêu nha. Chị nào mình không đặt trên like thì mình cứ việc chụp màn hình gửi qua bên inbox cho em nha mấy chế. Rồi cái set em đang mặc chế nào mình lấy thì mình comment giúp em đi chế mấy chế yêu ơi. Set em đang mặc chỉ có giá là 190 thôi nha mấy chế. Nguyên một set áo và quần luôn nè mấy chế. Chất len mịn co giãn cho mấy chế cực kỳ thoải mái nha. Chế nào lấy set thì mình comment giúp em là set kèm theo số điện thoại nha mấy chế. Một cái một màu duy nhất luôn nha. Đây cái áo len này em để ra ngoài cho mấy chế xem dễ hơn nha. Đây cái áo len này mấy chế để ra ngoài như thế này. Mấy chế mặc với quần lẻ hay là quần đùi hay là quần dài đều đẹp nha mấy chế. Nó cực kỳ đẹp luôn nha. Cái bề mặt len của mấy chế này nó rất là mịn mà rất là co giãn cho mình luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại. 190.000 một set nha mấy chế. 190.000 một set co giãn cho mình rất là thoải mái nha. Cực kỳ co giãn luôn. Chị yêu nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Đó bao đẹp nha mấy chế. Rồi qua à, mẫu qua mẫu nha mấy chế ơi. Em qua mẫu nha. Qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Ai lấy túi thì comment túi nha. Rất là nhiều đồ đẹp luôn mấy chế. Rồi qua mẫu nha. Qua mẫu test luôn. Đâm đi đây. Rồi
rồi, một cái đầm len màu da bò cực đẹp, 190k, 60kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy màu bò nha. Đó, màu bò. Bao đẹp nha mấy chế ơi. Mai mốt để nữa con nói với con rồi tự con đăng nha. Rồi cái áo sơ mi nha mấy chế ơi, cái áo sơ mi bao em đang ngập nha. Áo này có giá là nhiêu vậy con? Rồi cái áo sơ mi bao này chỉ có giá là 160 thôi nha mấy chế. Chế nào mình to người nghe xíu thì mặc cái áo này đẹp hơn rất là nhiều nha. Em hơi nhỏ người nên mặc nó không mấy gì đẹp nha mấy chế. Chế nào mình to người nghe một xíu thì mặc cái mẫu này bao đẹp luôn nha. Đó, mình mặc bỏ áo và quần như thế này là rất là sang luôn. Giá của nó chỉ có 160.000 thôi nha mấy chế. 160.000. Rồi 55kg trở lại vừa nha mấy chế. Ui, 55kg trở lại vừa nha. Chế nào mình lấy sơ mi bao này thì mình comment giúp em sơ mi bao nha mấy chế. Đó, cái này mình... cái màu đỏ này ta mặc đi đám cưới rồi. Nó mới chế mặc như thế này nè, ôm vô xíu thì đẹp ha. Còn hơn mặc mình bỏ áo vô hùng á, mình mặc với quần dài hay quần đồ gì mình bỏ áo vô hùng như thế này mặc cũng rất là modern nha mấy chế. Đó, chế nào mình lấy semi bell thì mình comment giúp em semi bell nha. Nó nhìn ngang như thế này thì nó đẹp hơn thôi mấy chế ha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Rồi giá của nó chỉ có 160.000 thôi. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Tao lấy màu này. Rồi em qua mẫu nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em là em qua mẫu nha mấy chế ơi. 160.000, 55kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. 55kg trở lại vừa rồi em qua mẫu luôn nha. Cái này có mặt như có bầu. Cô hả? Cái nào? Rồi qua mẫu mới chế rồi, chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha. Chế còn màu đen. Cái màu đen rồi qua mẫu luôn nha mấy chế. Rồi chế nào mình lấy áo hay anh em đang mặc thì mình comment giúp em nha mấy chế. Áo len này cực kỳ sang luôn nha. Chắc ba miếng phần tao rồi. Đây áo len em đang mặc nha mấy chế. 55-57kg trở lại vừa nha. 150 thôi. Chế nào mình lấy áo len em đang mặc mình comment giúp em nha mấy chế ơi. Rất là bụi luôn nha mấy chế. Màu ghiêu. Em dơ màu nha mấy chế ơi. Màu ghiêu. Màu ghiêu màu kem nè mấy chế. Màu ghiêu màu kem. Con hay là tắt đi lại.